thương gian, xin ngài đôi mắt. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian lu mê tối tăm. Ngài ơi, xin ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi, lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Thánh Thần con xin ngự đến hồn con. Chờ ngài mở lòng sáng soi đường đi tìm chân lý công bình bác ái. Ngài ơi, xin ngài thương đến uốn nắn nếu đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin ngài hãy đến dẫn đi đường ngài. Lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài. Cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Trong đàn chiên Chúa, ngài ơi, xin ngài thương dung chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin ngài hãy đến uy an. Ngài ơi, lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu ngài liên kết nhất tâm trong ngài. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Thank you.
Thank you.
thưa quý cha, kính thưa quý phụ, quý bà và anh chị em. Đó là lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng ta trong giờ phút này. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đến để canh tân xã hội, canh tân cộng đoàn giáo xứ. Nhất là chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến nơi các em sẽ được chịu phép thêm sức hồn này. Chúng ta biết bí tích thêm sức cho ban cho chúng ta được nhận lãnh Chúa Thánh Thần, người ban cho chúng ta bảy ơn cần thiết để chúng ta sống đời sống gia đình, xã hội và cá nhân. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta dễ bị lầm lạc trong phán đoán, lầm lạc trong những quyết định và lầm lạc trong đời sống cá nhân cũng như tập thể. Hôm nay các em của ba giáo xứ vì lễ Thôi Nuôi và Tướng Loát sẽ được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt trong bí tích thêm sức. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa ban cho các em chịu phép thêm sức hôm nay trở nên những chiến sĩ trung thành của Đức Giêsu. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện xin cho mọi người tín hữu trong ba giáo xứ và tất cả những ai hướng về chúng ta trong tâm tình hiệp thông đều được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để họ vững vàng trong đức tin. Giờ đây chúng ta cùng bước vào phục vụ trước hết bằng tâm tình khiêm tốn để xin Chúa thanh tẩy và tha thứ cho những tội lỗi của chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin được bà Maria soạn lời đồng xin, ta
để người biến đổi cho con thành đền thờ vinh quang của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiện nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah: Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho tôi những kẻ khóc than ở Sion, tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoan lạc thay tan chế, áo mày hội thay tâm thần sầu não. Còn anh em sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa, người ta sẽ gọi anh em là người phụ sự Thiên Chúa chúng ta. Ta sẽ theo lòng thành tín mà mang phần thưởng cho các ngươi, và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. Đó là lời Chúa. Như chúng ta đang được hiện nay, chúng ta còn tự hào về niềm
hy vọng đời sống vinh quang của Thiên Chúa. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được việc gì, còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không có ai chết vì người công chính, hoặc may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, khi đó lời khen Chúa. Xin các bạn tiếp tục đến. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Giuse, hôm nay ban giáo xứ vì huế thôi tôi và tướng thoát chúng con có 339 em sẽ lãnh nhận miễn thêm sức 173 em nam và 166 em nữ. Các em đã học xong chương trình giáo lý thêm sức, đã trải qua cuộc khảo hạch, được tính tâm và lãnh miễn hòa giải. Con chứng nhận các em này đủ điều kiện để được lãnh nhận miễn thêm sức. Con xin Đức Tổng Giuse ban miễn thêm sức cho các em. Tôi cảm ơn Cha xứ cùng với sự cộng tác của Hội đồng cùng giáo xứ, các anh chị em giáo lý viên và các bậc cha mẹ cũng như những người đỡ đầu đã chuẩn bị các em để hôm nay tôi cử hành bí tích thêm sức giúp cho các em lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chưa bao giờ tôi đi cử hành một bí tích thêm sức mà có hơn 300 em chịu phép thêm sức như hôm nay tại Vỉ Nhuế. Đó cũng là vì một vài năm qua chúng ta bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cho nên số các em mới dồn lại đông như ngày hôm nay. Tôi rất vui mừng được gặp gỡ phần lớn trong nhà thờ này là các em sắp chịu phép thêm sức. Chúng con là tuổi thiếu nhi và tuổi giới trẻ. Một số chúng con
đã là tuổi thanh niên. Chúng con biết rằng lĩnh nhận bí tích thêm sức cần thiết để chúng con giữ đạo. Nói như thế có nghĩa là nếu chúng con lĩnh nhận bí tích thêm sức thì chúng con sẽ hiểu đạo, hiểu Chúa, và chúng con được Chúa Thánh Thần ban cho chúng con sức mạnh để chúng con vững vàng sống đức tin và tuyên xưng đức tin. Trong thời buổi hiện đại hôm nay, một xã hội người ta gọi là xã hội vô thần, xã hội hiện đại, và cũng là xã hội ích kỷ, bởi vì con người chỉ để ý đến hưởng thụ. Trong xã hội ấy, chúng ta càng cần hơn phải hiểu biết về đức tin và phải có ơn Chúa để chúng ta vững vàng giữ đạo. Chúng con lớn lên, đi vào nhà trường, đi công nhân, đi học đại học, đi bộ đội, đó là những môi trường dễ lung lạc đức tin vì người ta tuyên truyền những điều nghịch với giáo huấn Công giáo. Nếu chúng con không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng con dễ bị lung lạc đức tin và mất đức tin. Vì thế bí tích thêm sức này ban cho chúng con Chúa Thánh Thần là sức mạnh. Sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh cơ bắp, nhưng mà sức mạnh của đức tin. Chúng con đã học giáo lý, cha xứ, cha phó cùng với mọi người đã dạy chúng con rằng bí tích thêm sức ban cho chúng con bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Một là ơn khôn ngoan, hai là ơn trí sáng, ba là ơn trí hiểu, bốn là ơn lo liệu, năm là ơn mạnh sức, sáu là ơn đạo đức, và bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng con đã học giáo lý rồi. Bảy ơn của Chúa Thánh Thần như vừa liệt kê rất quan trọng đối với mọi người nói chung trong đời sống gia đình, đời sống ở nhà trường, đời sống xã hội và đời sống đức tin. Nếu chúng con sốt sắng cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng con bảy ơn khi chúng con lĩnh nhận bí tích thêm sức. Và nhờ bảy ơn này mà chúng con vừa khôn ngoan sáng suốt trong cuộc sống hàng ngày, lại vừa sẵn sàng yêu mến Chúa và tin tưởng vào Chúa, một đức tin kiên trung, một đức tin bền vững. Nếu chúng con được ơn Chúa Thánh Thần, chúng con cũng dễ dàng để sống thành người con hiếu thảo trong gia đình và người công dân tốt trong xã hội. Bởi vì ai cũng cần đến có ơn khôn ngoan, ai cũng cần đến ơn trí sáng, ai cũng cần đến ơn trí hiểu, ai cũng cần đến ơn lo liệu, và ai cũng cần đến ơn mạnh sức. Những ơn đó rất cần thiết để chúng con sống xứng đáng là Kitô hữu. Hôm nay cha gặp chúng con rất đông trong ngôi nhà thờ này. Cha muốn nhắn nhủ với chúng con điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn luôn luôn nhắc nhở đối với giới trẻ. Giới trẻ là mối quan tâm của giáo hội. Đức Thánh Cha quan tâm đến giới trẻ, cả giới trẻ công giáo cũng như giới trẻ không công giáo. Bởi vì Đức Thánh Cha là đại diện Chúa Giêsu ở trần gian này. Cũng giống như xưa kia có một chàng thanh niên đến để gặp Chúa Giêsu. Chàng thanh niên ấy nói rằng: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được để được sống đời đời? Chúa Giêsu đã nhìn chàng thanh niên ấy, đem lòng yêu mến và nói rằng: Anh hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn. Tất cả những điều ấy cần thiết để được sống đời đời. Chàng thanh niên ấy cũng hiểu biết những điều ấy và nói với Chúa rằng: Tôi đã giữ những điều ấy từ nhỏ. Nhưng Chúa bảo: Anh còn thiếu một điều, đó là bán mọi sự để theo tôi và phân phát của cải cho những người nghèo khó. Như thế theo chúng con theo Chúa Giêsu cũng giống như chàng thanh niên đến nói với Chúa Giêsu: Con phải làm gì để được sự sống đời đời? Và Đức Thánh Cha là thay mặt Chúa Giêsu ở trần gian, cho nên cũng quan tâm đến giới trẻ. Trong tông huấn Chúa Giêsu đang sống, tông huấn mới đây nhất gửi cho giới trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng một hình ảnh rất dễ hiểu, lấy từ sự kiện thời sự hiện tại. Đó là chúng con, dù ở Việt Nam, ở Trung Quốc hay là ở Anh, ở Pháp, ở tuổi của chúng con,
ai cũng dùng điện thoại hết. Ai cũng dùng điện thoại. Có em còn có 2 cái điện thoại. Ngày nào cũng vào điện thoại, cũng vào mạng để xem tình hình thời sự, để xem, nghe những bài hát, xem những bộ phim mà mình yêu thích, để xem cổ võ cho những thần tượng của mình. Đức Thánh Cha nói, chúng con hãy xem mỗi ngày chúng con vào mạng mấy tiếng đồng hồ. Thời gian vào mạng của chúng con mỗi ngày, hôm nào không có mạng là chúng con cảm thấy buồn lắm. Nhưng mà chúng con hãy xem mỗi ngày chúng con vào mạng mấy tiếng đồng hồ như thế, thì chúng con có bao giờ vào mạng để kết nối với Chúa được vài phút không? Có bao giờ chúng con tưởng nhớ đến Chúa Giêsu? Có bao giờ chúng con cầu nguyện với Chúa Giêsu? Có bao giờ chúng con nhớ lại lời Chúa dạy? Mỗi ngày chúng con chỉ dành 5 phút, 3 phút để kết nối với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng cái từ rất là mang tính hiện đại, ai cũng hiểu đối với giới trẻ bây giờ, kết nối vào mạng. Cùng với việc chúng con kết nối vào mạng để nghe bài hát, xem bộ phim hay là xem tin tức thời sự, thì chúng con hãy kết nối với Chúa Giêsu mỗi ngày 5 phút hoặc 3 phút, thì chúng con sẽ được Chúa thương chúc phúc và sẽ đón nhận được lời giáo huấn của Chúa. Có những em một ngày vào mạng 2-3 tiếng đồng hồ nhưng mà lại không lĩnh hội được những gì cần thiết, mà chỉ thấy xem tin tức tầm phào và giật gân, toàn những điều giật gân trong xã hội mà không mang tính giáo dục, đồng thời cũng không học được bài học gì bổ ích và không giúp cho chúng con trở nên con người hiểu biết hơn về trí tuệ. Như thế, cùng với việc kết nối vào mạng để nghe bài hát, để xem bộ phim, thì mỗi ngày chúng con cũng phải kết nối vào mạng với Chúa Giêsu, tức là cầu nguyện với Chúa Giêsu. Làm như thế chắc là một điều rất khó khăn. Từ hôm nay chúng con được lĩnh nhận bí tích thêm sức, chúng con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho chúng con, giúp cho chúng con kết nối mạng với Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần thúc đẩy soi sáng tâm trí chúng ta để chúng ta biết cầu nguyện với Chúa, để chúng ta biết thưa với Chúa, lạy Cha chúng con ở trên trời. Như thế bí tích thêm sức ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần và 7 ơn của Người. Chúa Giêsu hôm nay nói với chúng ta trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe: ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy. Chúng ta hết thảy ở trong ngôi nhà thờ này là những người yêu mến Chúa Giêsu, chắc chắn là như vậy. Quý ông bà và anh chị em đều là những người yêu mến Chúa Giêsu, nhưng mà có tuân giữ lời Chúa Giêsu không thì mỗi người chúng ta còn phải cẩn thận suy xét trước khi trả lời. Bởi vì đã yêu mến Chúa Giêsu thì luôn luôn tưởng nhớ đến Chúa. Như ở đời này người ta yêu mến nhau thì người ta nghĩ đến nhau, yêu mến nhau thì người ta năng gặp nhau, yêu mến nhau thì người ta muốn điều tốt cho nhau. Vậy chúng ta hết thảy đều là những người yêu mến Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta có thực hành lời Chúa Giêsu không? Mỗi người chúng ta chưa chắc chắn lắm trong câu trả lời. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa Giêsu nhắn nhủ cho chúng ta như thế, Chúa cũng biết tuân giữ lời Chúa là một điều khó khăn. Cho nên Chúa đã nói rằng Thầy sẽ xin với Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ để ở cùng với các con luôn mãi. Đấng phù trợ mà Chúa Giêsu nói đây là chính Chúa Thánh Thần. Đấng phù trợ là Chúa Thánh Thần, là đấng soi sáng để chúng ta hiểu lời Chúa và là đấng thêm sức mạnh để chúng ta tuân giữ thực hành được những gì Chúa dạy. Có những điều Chúa dạy chúng ta khó thực hiện lắm, thưa công các bà và anh chị em. Ví dụ như Chúa bảo phải yêu thương cả kẻ thù, Chúa bảo phải bao dung tha thứ cho người ta. Chúa Giêsu nói với ông Phêrô không phải là tha thứ 7 lần đâu, mà tha thứ 70 lần 7. Như thế, để thực hiện được điều Chúa Giêsu nói, chúng ta phải có ơn Chúa Thánh Thần. Bí tích thêm sức cho chúng ta được nhận ơn Chúa Thánh Thần 7 ơn như bài sách thánh thứ nhất Sích Ngôn Sứ Isaiah mà một em vừa đọc, thì đã thấy Chúa sức dầu cho chúng ta, Chúa ban ơn Chúa Thánh Thần và Chúa sai chúng ta đi vào lòng cuộc đời để làm chứng cho Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần để Người thêm sức cho tất cả mọi người, không phải chỉ riêng các em chịu phép thêm sức hôm nay. Mỗi người chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình. Các ông, các bà và anh chị em là những người lớn tuổi đã chịu phép thêm sức rồi. Hôm nay là dịp để khơi lại nơi tâm hồn chúng ta ơn Chúa Thánh Thần và nhắc cho chúng ta nhớ về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời. Như tôi nói ngay ở đầu Thánh lễ, Chúa Thánh Thần là đấng giúp cho chúng ta tin vào Chúa và thêm sức cho chúng ta để trở thành chiến sĩ của Chúa Giêsu. Chiến sĩ của Chúa Giêsu nghĩa là gì? Chiến sĩ là người lính, là người bảo vệ Chúa, là người nhân danh Chúa, là người bảo vệ giáo hội, là người tuyên xưng đức tin, là người sẵn sàng làm chứng cho Chúa dù có phải gian nan khốn khổ. Đó là người chiến sĩ của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế chúng ta cầu nguyện sốt sáng trong thánh lễ này để xin Chúa Thánh Thần ban bảy ơn của Người trên cộng đoàn và đặc biệt trên các em sắp lĩnh nhận bí tích thêm sức, để các em có sức mạnh, có lòng yêu mến, có thiện chí, có lòng trung thành để tin và đi theo Đức Giêsu trong cuộc đời mình. Amen. Trước khi được chịu phép thêm sức, các con phải liên hệ trước mặt Chúa từ bỏ ma quỷ, từ bỏ những hành vi xấu xa, và các con cũng phải tiêm sinh đức tin vào Chúa Ba Ngôi, vào giáo hội và vào những gì mà giáo hội dạy tin. Đây là những điều các con đã tiêm sinh khi chịu phép hội đồng. Giờ đây các con phải lặp lại những điều này. Các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin kiếm Thiên Chúa là Cha và Nam đấng tạo thành trời đất không? Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mang thai, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự lên thiên đường Chúa Cha không? Các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngành người nhận xuống không? Các con có tin hộ thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin các tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãy hướng diện kinh xin đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô của chúng ta. Và đây là nghi thức đặt tay cùng với lời cầu nguyện. Chúng ta cùng sốt sáng cầu xin Chúa để Người nói thương những người sắp được chịu phép thêm sức và ban cho họ bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tới Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ và cầu nguyện, thì lạy Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi mình trong những người này. Xin ban cho những người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sạch mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Thank you.
Thank you.
anh chị em thân mến, chúng ta hãy cẩn hoàn là xin Chúa Cha toàn năng chớ thì lời cầu nguyện của chúng ta được hiểu nhầm như chỉ có một đức tin đức cậy và đức mến xuất phát từ Chúa thánh thần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tôi tớ và Chúa thánh thần đã cử đến làm cho vững mạnh để họ vững vàng trong đức tin, bền vững trong đức ái và làm chứng cho đức Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Dâng lễ vàng,
Thiên Bồ Hy Tế, Ngài chỉ nhận tâm hồn thanh khiết. Vì này là mình thầy sẽ bị đầu vì các con.
đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước Mỹ cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể cả giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào cửa ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người nơi người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa. Chúa hằng sống và hiện diện muôn đời. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho họ sống như con thánh đạo đạo hiền, làm cho họ thánh giờ vui mừng hoan hỷ. Xin cho họ góp phần xây dựng hội thánh trong thế giới hôm nay, hoàn thành lòng cầu theo linh thần phán ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đặc biệt đã dành cho chức quan những tuổi tịnh
tội, giúp cho chúng con nhận Chúa Thánh Thần với một tâm hồn trong sạch. Xin Chúa ban cho thầy rất lành hồn xác trên các cha, để các cha tiếp tục đưa thiếu nhi chúng con và cộng đoàn giáo xứ ngày một tăng tiến hơn trong đời sống đức tin, đức cận và đức tin. Chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý sơ, các cô giáo giáo viên, anh chị huynh dự trưởng, quý thầy cô hoặc anh chị là những người đã hết lòng vì chúng con, những người là không lương biết sống ở tình thương. Qua những bài giáo lý, quý thầy cô và các anh chị đã đưa thiếu nhi chúng con đến gần Chúa và học hỏi những bài giảng, để cho chúng con những điều căn bản để làm người, đó là trang vững chãi để chúng con theo Chúa cho mọi người. Xin Chúa trả công bội hậu và ban ơn bình an của Ngài xuống cho quý thầy cô anh chị cùng toàn thể cộng đoàn. Bố mẹ thân kính mến, người ta thường nói gia đình là nơi ta sinh ra và lớn lên, là cái nơi hình thành và phát triển nhân cách con người. Quả thế, từ khi chúng con được sinh ra, bố mẹ là người đầu tiên đưa chúng con đến với Chúa, là người đầu tiên dạy chúng con làm dấu đánh giá tin xin Chúa ba ngôi, là người luôn chăm lo đôn đốc chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thần và luôn hy sinh mọi thứ để chúng con có được một cuộc đời tốt đẹp nhất. Hôm nay chúng con được đại diện bí tích thêm sức, chắc hẳn bố mẹ là người vui hơn cả. Nên đây chúng con cũng gửi tới bố mẹ lời cảm ơn chân thành nhất từ sâu thẳm đáy lòng chúng con, vì tất cả tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng mà bố mẹ đã dành cho chúng con. Xin Chúa qua lời truyền cầu thánh gia đất ban thật nhiều ơn lành trên bố mẹ, để bố mẹ tiếp tục nuôi dưỡng chúng con lớn mạnh trong đời sống đức tin và nhân phẩm. Chúng con xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn dân Chúa bằng cách này hay cách khác đã giúp chúng con trong việc chuẩn bị cũng như trong thánh lễ hôm nay, để thánh lễ được diễn ra một cách trang nghiêm xuất sắc nhất. Chúng con xin hết lòng cảm tạ. Một lần nữa, chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, xin tri ân Đức Tổng Du Xe, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Xin Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, để chúng con sống thật tốt trong đức tin, đức cậy và đức mến nhờ sự mạnh của Chúa Thánh Thần. Để tỏ lòng cảm tạ tri ân Đức Tổng, chúng con có hoa tươi thắm dâng lên Ngài thay cho những tâm tình đơn sơ nhỏ nhẹ của chúng con. Quan tâm cho tương lai của chúng con, người cha đàng hoàng
dù là đi xa về gần, bao giờ cũng lo lắng cho chúng con. Bây giờ mỗi gia đình sinh ra hai đứa con về con thôi, nhưng mà bất hảo lắm, tất cả đều vì lo cho con mình được hoàn cảnh đến nơi đến chốn không xa và vào nhà được gặp chơi rồi, cho nên chúng con cũng phải thấu hiểu nỗi lo cha mẹ. Con đường duy nhất để thành đạt và con đường duy nhất để thoát nghèo đó là chịu khó học hành. Chỉ có con đường đấy là con đường duy nhất để thành đạt và thoát nghèo. Về xã hội chúng con học kiến thức văn hóa, về giáo hội chúng con cũng cần cả giáo lý để biết về Chúa và Đấng Toàn Năng Tin. Cho nên nếu chúng con không để ý đến việc học trong văn hóa bên ngoài, chúng con sẽ không thể thành đạt được. Chúng con không để ý đến việc bảo đảm đạo đức tin qua việc học giáo lý, chúng con không thể làm được người công giáo tốt được. Có nhiều người cha mẹ cũng như là bản thân của các em hiểu một quan niệm sai lầm, một khi đã được chịu các thêm sức rồi thì coi xong hết không phải lo gì. Đó là quan niệm sai lầm. Nên là chúng ta phải suốt đời. Chúng tôi là giáo hội là linh mục phải làm suốt đời vẫn phải tiếp tục học về lễ, biết Chúa, yêu mến Chúa và phải có khả năng nói về Chúa. Cho nên hôm nay tôi vui mừng về đây dân thánh lễ, ông bà và phật tử lưu vào đám chỉ ra nhiều người tham dự thánh lễ ở bên ngoài nhà thờ rất là nóng bức, nhưng mà không có bài ta tham dự thánh lễ sốt sắng. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa và đối với các anh chị đã thêm sức chặt nhắc lại một lần nữa. Con là người công giáo tin vào Chúa và chịu khó học hành một ngày càng, chịu khó học giáo lý để vững vàng đức tin. Và cuối cùng tôi xin kính chúc cha bảo hàng quý cha ông quý cũng như quý thầy quý hội đồng cùng giáo sư quý bà và anh chị em luôn luôn mạnh khỏe bình an và tràn đầy ơn Chúa thánh thần. Tôi xin cảm ơn. Tôi lỡ hẹn với giáo sư Phương Pháp mấy lần rồi, lần này chắc là không bị lỡ hẹn nữa. Tôi sẽ hẹn lại hơn trong một hai tuần tới. Tâm đó bảo anh chị em mời Phương Pháp để dâng lời cảm ơn Chúa và công bố giáo sư mới. Chúng ta tôi xin hẹn lại cả lại trong các bạn. Xin cảm ơn. Lời lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúa.